Chiều ngày 8 tháng 9, đội tuyển U19 Việt Nam đã có buổi tập cuối cùng trước khi bước vào trận đấu với U19 Nhật Bản vào ngày 9 tháng 9 trong khuôn khổ giải U19 Đông Nam Á 2014 Cup Nutifood. Đây cũng là buổi tập cuối để huấn luyện viên Guillaume Gracien chọn ra đội hình chính để thi đấu với U19 Nhật Bản. Sau màn khởi động nhẹ nhàng, huấn luyện viên Gracien nhanh chóng chia đôi đội hình thi đấu đối kháng. Theo đó, đội hình mặc áo trắng sẽ là đội hình chính thi đấu với U19 Nhật Bản. Nhìn vào đội hình này, có thể thấy Văn Toàn sẽ thay thế Tuấn Tài ở vị trí trung phong. Quang Hải cũng sẽ dự bị và nhường chỗ cho Thanh Tùng. Trung vệ Đông Triều do chưa bình phục chấn thương nên anh Thi sẽ thế chỗ. Như tôi đã nói trước đó với giới truyền thông, đội hình đối đầu với U19 Nhật Bản sẽ có nhiều thay đổi. Do trận đấu này không quá quan trọng, nên tôi muốn trao cơ hội cho những cầu thủ khác. Riêng trường hợp của Đông Triều, chấn thương của cậu ấy tiến triển tốt và tập theo giáo án riêng. Tôi hy vọng Triều sẽ kịp bình phục trong trận bán kết. Có một vài thay đổi, nhưng rõ ràng huấn luyện viên Guillaume Gracien giữ lại những cầu thủ quan trọng. Bộ ba Tuấn Anh, Xuân Trường và Công Phượng sẽ cùng xuất trận trong đội hình chính. Vị huấn luyện viên người Pháp lý giải về điều này. Tôi biết người hâm mộ Việt Nam háo hức chờ đợi trận đấu với U19 Nhật Bản. Do vậy, U19 Việt Nam sẽ ra quân với một số cầu thủ trụ cột. Chúng tôi sẽ chơi cống hiến để đáp lại tình yêu của người hâm mộ. Hơn nữa, U19 Việt Nam cũng cần phải tôn trọng đối thủ là U19 Nhật Bản. Về phía đối thủ U19 Nhật Bản, đây là đội bóng mà thầy trò huấn luyện viên Guillaume Gracien từng thua 0-7 tại giải U19 quốc tế 2014 Cup Nutifood. Tuy nhiên, không vì thế mà U19 Việt Nam lo ngại. Ông thầy người Pháp khẳng định. Tôi không nghĩ rằng các học trò của tôi gặp tâm lý khi bước vào trận đấu này. Họ sẽ vào trận với tâm lý muốn thể hiện và thi đấu nỗ lực để chứng minh trận thua chỉ là một tai nạn. Và sau trận thua ấy, chúng ta đã có 7 tháng để thay đổi, được cọ sát và thi đấu. Tôi cho rằng đây là một trận đấu khác. Luyện tập chăm chỉ trong một không khí đầy áp tiếng cười, có thể thấy U19 Việt Nam đã sẵn sàng cho trận đánh với U19 Nhật Bản. Và nói như huấn luyện viên Guillaume Gracien, những chàng trai trẻ này không hề áp lực. Họ sẽ ra sân và tận hiến. Và tất nhiên, người hâm mộ Việt Nam cũng không mong đợi gì ngoài điều đó từ U19 Việt Nam.